Người biểu tình ở Myanmar đổ ra đường ngày 9 tháng 2, bất chấp lệnh của quân đội cấm tụ tập, lệnh giới nghiêm và đóng đường. Đây là ngày biểu tình thứ tư chống lại vụ đảo chính của quân đội hồi tuần rồi. Tại thủ đô Naypyitaw, các nhân chứng cho hay cảnh sát nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông, và truyền thông sau đó loan tin cảnh sát bắn đạn cao su, và một bác sĩ cho hay ít nhất có 3 người bị thương. Một đoạn video mà Reuters đã kiểm chứng cho thấy một người bị bắn đạn thật vào đầu trong vụ xô xát giữa người biểu tình với cảnh sát ở thủ đô Myanmar hôm 9 tháng 2. Nạn nhân mặc áo đỏ và đội nón bảo hộ ngã xuống bất tỉnh sau khi trúng đạn. Một bác sĩ xác nhận với Reuters rằng người phụ nữ trong video được điều trị vì chấn thương nguy kịch ở đầu do trúng đạn thật. Trong 2 ngày liên tiếp trước đó, cảnh sát đã dùng vòi rồng chấn áp người biểu tình. Hơn 20 người bị bắt, trong đó có một nhà báo tại thành phố Mandalay lớn thứ hai của Myanmar, theo truyền thông địa phương. Tại thành phố lớn nhất, Yangon, cách rào cản của cảnh sát vài mét, mọi người vỗ tay và đưa dấu hiệu phản kháng bằng 3 ngón tay. Cư dân địa phương cho hay, các con đường nối liền trung tâm Yangon bị đóng sớm, gợi nhớ đến cuộc sống cách đây nửa thế kỷ dưới sự cai trị của quân đội kéo dài cho đến năm 2015. Một ngày trước đó, tướng Min Aung Hlaing, hiện lãnh đạo hội đồng quân nhân, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, biện minh rằng quân đội đảo chính do bầu cử gian lận, và loan báo sẽ thành lập một nền dân chủ thực sự và có kỷ luật, khác với giai đoạn quân đội cầm quyền trước đó. Hội đồng bầu cử đã bác bỏ tố cáo gian lận bầu cử. Tướng Min Aung Hlaing nói, bất cứ những người nào có hành vi sai trái, vô luật pháp sẽ bị chặn đứng hay loại trừ. Quân đội hứa tổ chức một cuộc bầu cử mới nhưng không ấn định thời điểm, chỉ nói rằng tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài một năm.